Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rubik Ocean. Thì ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn 5 bài trường hợp OLL ở trong CFOP. Và mình lấy công thức ở trên cái trang này. Thì cái trang này á, thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Đây là một cái trang chuyên lấy công thức và nó có đầy đủ hình ảnh và cả công thức luôn. Và một trường hợp á, thì nó sẽ có 2 đến 3 công thức trở lên. Sẽ có nhiều bạn là không biết là nên học công thức nào hay là công thức nào nó dễ phân tích hay gì đó. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ lọc lại cho các bạn luôn và mình tổng hợp lại thành một bộ 5-3 trường hợp OLL. Và nói trước luôn là mình không kéo dõi cái phần speed nên mình chỉ làm chậm để cho các bạn có cách phân tích thôi. Và bắt đầu từ bây giờ là mình chỉ không nói, mình chỉ làm để cho các bạn coi cách phân tích và công thức thôi nha. Thank you.
Rồi, vậy là mình đã làm xong 5 bản chụp OLL. Và các bạn thấy video này như thế nào? Có hay không? Nếu hay thì cho mình xin một like. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm mình nha. Video sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.